đạo diễn người chống lưng giúp Hoài Linh nổi tiếng kiếm bạc tỷ suốt nhiều năm qua. Đây cũng là những người mà danh hài Hoài Linh hết sức kính nể trong sự nghiệp nghệ thuật. Để trở thành người có vị trí vững chắc và được nhiều nghệ sĩ Việt kính trọng như hiện tại, Hoài Linh đã phải nhờ tới sự giúp đỡ của danh hài Vân Sơn trong những ngày đầu khởi nghiệp tại Mỹ. Danh hài Vân Sơn tên thật là Dương Thanh Sơn, anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh trai ruột Vân Sơn là nghệ sĩ Nguyễn Dương, cậu ruột là nghệ sĩ Chánh Tính, hai người em họ là diễn viên Johnny Trí Nguyễn và đạo diễn Chê Lê Nguyễn. Trước khi gia nhập làng giải trí tại hải ngoại, Vân Sơn được biết đến với vai trò hoạt náo viên trong các chương trình tiệc cưới, hội họp, phòng trà ca nhạc vào các dịp cuối tuần. Năm 1991, Vân Sơn kết hợp với Bảo Liêm trở thành cặp đôi hài ăn khách nhất trong cộng đồng người Việt tại tiểu bang California, Mỹ. Năm 1994, anh thành lập Trung tâm Vân Sơn để biểu diễn và đào tạo nhiều ca sĩ, danh hài nổi tiếng trong giới giải trí Việt tại hải ngoại như Chí Tài, Trường Vũ, Tâm Đoan. Trong số đó, danh hài Vân Sơn cho biết, anh tự hào nhất là Hoài Linh. Trung tâm Vân Sơn cũng là nơi giúp Hoài Linh khẳng định vị trí riêng trong lòng khán giả và tỏa sáng thành sao. Thời gian đầu sang Mỹ khởi nghiệp, Hoài Linh đã nhận được lời giới thiệu của ca sĩ Phương Trinh, vợ cũ của Bằng Kiều, tới Vân Sơn. Nhận thấy năng khiếu nghệ thuật toát ra từ thân hình gầy gòm, ốm yếu của Hoài Linh, danh hài Vân Sơn đã lập tức nhận lời và trực tiếp đứng ra giúp đỡ đặt show. Thời điểm đó, Hoài Linh cũng chính là người thay thế vai trò của Bảo Liêm tại Trung tâm Vân Sơn. Một thời gian dài, Hoài Linh Vân Sơn là cặp bài trùng trong giới nghệ sĩ hải ngoại. Cả hai vừa đóng cặp trong từng vở diễn, vừa cùng rong ruổi khắp các sân khấu ở châu Âu, châu Mỹ để tiếp cận khán giả. Sau này, khi tên tuổi của Hoài Linh đã được khán giả hải ngoại yêu mến, anh và Vân Sơn đã tách ra, rồi mới có hai cặp đôi Vân Sơn - Hồng Đào, Chí Tài - Hoài Linh nhiều năm nay. Nói về giai đoạn đầu ngừng hợp tác với Vân Sơn, Hoài Linh từng ngậm ngùi, buồn chứ, có lúc tôi cũng có buồn, nhưng tôi là người tâm linh nên nghĩ đơn giản là mình chưa gặp thời, không có duyên. Cũng chính vì không còn đi tham gia cùng nhau trong các vở diễn nữa, nên đã có thời gian Hoài Linh Vân Sơn vướng phải tin đồn bất hòa. Khi nghe đồn này, Vân Sơn chỉ bật cười, anh cho rằng lưỡi không xương nhiều đường lắc léo. Anh khẳng định dù không thường xuyên gặp gỡ nhưng anh luôn hiểu và yêu quý Hoài Linh. Thời điểm cậu ấy định về nước, cậu ấy cũng chia sẻ với tôi, nghe tin đồn xích mích, chính cậu ấy còn gọi điện hỏi han tôi, Vân Sơn kể. Trong một bài phỏng vấn với Zin.vn năm 2013, Vân Sơn trải lòng, ấn tượng của tôi về Hoài Linh ngày xưa là ốm nhom ốm nhách, cười lớn. Duyên nợ của chúng tôi bắt đầu lúc Bảo Liêm và tôi không làm việc cùng nhau. Khi đó Hoài Linh từ Florida sang California để gặp tôi theo lời giới thiệu của Phương Trinh. Khi đó Phương Trinh nói, em có một người em mới qua và diễn, mời anh qua chơi xem thử. Lúc tôi thấy Hoài Linh, ấn tượng đầu tiên nghĩ trong đầu tôi là, ồ cậu nhóc này cũng được, tướng này giống Bảo Liêm nè. Tôi thấy Hoài Linh diễn duyên dáng, dễ mến nên hai anh em gặp nhau và kết hợp làm việc chung. Thời gian đầu làm việc chung, tôi không có cơ hội đưa Hoài Linh đi diễn cùng ở nhiều tiểu bang khác tại Mỹ. Thị trường ở Mỹ có một nguyên tắc là tên tuổi của nghệ sĩ đó phải thật sự nổi tiếng, phải bán được vé họ mới mời. Vì từ bang này qua bang khác phải tốn tiền vé máy bay, ăn ở. Vì vậy, Hoài Linh thời gian đầu không có cơ hội giới thiệu tên tuổi của mình đến nhiều khán giả. Chúng tôi hợp tác với nhau từ DVD Vân Sơn 3 vào năm 1996, nhưng đến DVD số 8 mới được nhiều khán giả yêu mến và thể hiện rõ nét cá tính riêng mỗi khi xuất hiện. Hoài Linh là nghệ sĩ độc quyền của Trung tâm Vân Sơn, đến DVD số 12 thì trở về Việt Nam. Cho đến nay, Hoài Linh vẫn gọi Vân Sơn là anh ba và thể hiện sự kính trọng đặc biệt cho nam danh hài. Dù thời điểm hiện tại, Hoài Linh đã có chỗ đứng lớn trong làng giải trí Việt. Danh hài Vân Sơn từng nói về biệt danh anh ba mà Hoài Linh vẫn gọi rằng, đây là thứ bạc của tôi trong gia đình. Tôi nói vậy để các bạn biết là quan hệ của chúng tôi không chỉ đơn thuần là giữa người chủ Trung tâm Vân Sơn và nghệ sĩ độc quyền. Có những tình cảm, quan hệ vượt qua công việc và trở thành tình thân. Đến nay, Vân Sơn và Hoài Linh đã có hơn 20 năm gắn bó với nhau. Mối quan hệ của cả hai trên cả mức đồng nghiệp, tiền bối và đã trở thành tri kỷ, tình thân như người một nhà. Và nếu như trong showbiz Việt, Hoài Linh nâng đỡ cho rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Đàm Vĩnh Hưng, Trường Giang, thì danh hài Vân Sơn chính là người phát triển tài năng của Hoài Linh, giúp anh được đông đảo khán giả biết đến. Nhìn Hoài Linh ủng hộ tinh thần cho Ngọc Trinh kiện nhà hát, ai cũng hiểu vì sao anh lại được kính ngưỡng đến vậy.
Đã rất lâu rồi không có tin tức gì mới về chị Ngọc Trinh, nữ diễn viên chính trong bộ phim Mùi Ngò Gai. Mới đây lại thấy chị lộ diện trên truyền thông, nhưng lại trong một sự việc rất buồn. Lần này lộ diện này là bất đắc dĩ, vì chị phải đứng ra kiện nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh, mà những người đại diện cho nhà hát này đều là bậc cha bậc chú trong nghề, cùng là nghệ sĩ với nhau, cực chẳng đã chị phải mang tranh chấp ra tòa. Chị không ngại mang điều tiếng, chị muốn nói chuyện đúng sai được phân định phán xét rõ ràng. Thế nhưng vụ việc này được giới nghệ sĩ xem là một chuyện đáng tiếc, vì để công chúng nhìn thấy rõ những mặt khuất tất thay vì là mặt đẹp đẽ của giới nghệ sĩ thực thụ, những người chỉ tập trung làm nghệ thuật và ít khi dính phải tai tiếng gì. Chuyện chị Ngọc Trinh cực chẳng đã phải vác đơn đi kiện nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh là do nhà hát này đã đơn phương chấm dứt hợp tác, nên chị bị thiệt hại nặng nề về chi phí đầu tư cho vở diễn. Theo yêu cầu của phía nguyên đơn là chị Ngọc Trinh, thì nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh phải có trách nhiệm bồi thường tổng số tiền 546.297.568 đồng cho chị. Số tiền này bao gồm chi phí đầu tư cho 6 vở diễn, chỉ có thể là Yêu, Kẻ Nói Dối Đa Tình, Cặp Đôi Hoàn Cảnh, Amama, Mắt Âm Dương, 49 Ngày Yêu, chi phí bù lỗ cho diễn viên và chi phí đầu tư cho kịch bản Tết 2015. Trong phiên tòa nhiều nỗi buồn hơn là sân si này, chị Ngọc Trinh đã nhiều lần mất bình tĩnh và bật khóc. Chị không phải là người đủ vững vàng để lạnh lùng chất vấn những người mà chị luôn xem là bậc tiền bối, cha chú trong nghề. Nghệ sĩ Công Nên, người từng là thầy và người yêu cũ của chị Ngọc Trinh đã nói về chị như thế này. Ngọc Trinh là người rất nóng tánh, đôi khi mất kiểm soát, nhưng bên trong tâm hồn cô ấy là người rất yếu đuối. Một mình cô ấy phải đối mặt với một sự việc quá lớn. Tôi thấy cô ấy nhỏ bé và đơn độc. Với tôi đây là một vụ kiện đau lòng. Nghệ sĩ vốn sống bằng cái tình và cảm xúc cực chẳng đã mới bôi mặt đá nhau như thế này. Tôi hy vọng rằng đừng bao giờ xảy ra vụ kiện tụng tương tự. Vì hiểu rõ chị Ngọc Trinh, nên nhiều anh em trong giới nghệ sĩ đã đến tòa để ủng hộ tinh thần cho chị. Và mọi người chẳng ai lạ khi thấy anh Hoài Linh trong bộ đồ bà ba quen thuộc, ngồi một góc theo dõi chị Ngọc Trinh với ánh mắt lo lắng buồn bã. Trước khi phiên tòa diễn ra, anh ngồi cạnh an ủi khích lệ Ngọc Trinh. Anh bảo rằng anh đến theo dõi phiên tòa này, thứ nhất là vì muốn hiểu thêm về những khúc mắc khi hợp tác với nhau giữa các nghệ sĩ, để sau này có lỡ gặp phải gì cũng biết cách xử sao cho thuận tình thuận lý. Còn lý do thứ hai thì khỏi cần nói, mọi người đều hiểu tại sao anh lại dành thời gian và Ngọc để đến đây. Anh Hoài Linh vốn là người sống có tình có nghĩa, nhất là với bậc đàn em trong nghề. Anh xem Ngọc Trinh giống như một cô em gái thân thiết. Em út gặp chuyện buồn phiền, rắc rối, làm sao mà anh nỡ làm ngơ. Anh cũng biết rõ chị Trinh là người yếu tinh thần, dễ xúc động, nên phải có mặt để ủng hộ tinh thần cho chị. Anh Hoài Linh trước nay luôn là người sống có trước, có sau, có lý, có tình, nên cách nhìn nhận của anh về chiều vấn đề cũng được mọi người tin tưởng. Với vụ việc buồn của đàn em thân thiết, anh chỉ nói một câu chốt lại là như thế này, mà nghe xong ai cũng cảm thấy gật gù đồng ý. Phiên tòa này ai thắng ai thua thì đều buồn cả, vì đều là anh em nghệ sĩ với nhau, hy vọng rằng mọi chuyện cũng nhẹ nhàng nhưng cũng phải sáng tỏ. Câu nói của anh vừa có tình lại không trái lý, kinh nghiệm sống và nhân cách của anh giúp anh có cái nhìn bình tĩnh, độ lượng, thấu tỏ với sự đời. Không phải bỗng nhiên anh lại là một nghệ sĩ lớn, một người được cả giới nghệ sĩ và công chúng yêu thương mến mộ. Chồng cũ hang hoang đón vợ mới, Phi Thanh Vân gây sốc khi chi hơn nửa tỷ đập toàn thân xây lại. Trước khi bước vào ca phẫu thuật thẩm mỹ, Phi Thanh Vân không ngại livestream và tiết lộ quá khứ bị chê xấu. Sau khi tuyên bố tạm rời xa showbiz thì Phi Thanh Vân tiếp tục gây choáng với công chúng khi trùng tu nhan sắc. Trên trang cá nhân mới đây, trước khi bước vào cuộc phẫu thuật, cô đã chia sẻ hình ảnh của mình và tiết lộ quá khứ cay đắng. Trong trang phục bệnh nhân và lộ phần cơ thể đã vạch sẵn những vị trí sẽ thực hiện phẫu thuật, cô nói về phần mặt, Vân sẽ quyết định sẽ nâng lại sống mũi vì dù sao cũng là ca đại phẫu thuật lớn kéo dài từ 8 đến 10 tiếng, chóp đầu mũi sẽ được kéo dài hơn. Vân cũng sẽ nâng cấp vòng 1 lên khoảng 380 đến 400, vòng eo của Vân hiện tại cũng rất nhỏ khoảng cỡ 60 đến 70, nhưng Vân sẽ làm vòng eo con kiến thắt lại nhỏ xíu, Vân cũng sẽ nâng cấp vòng 3 với con số may mắn 360.
Tiếp lời bà mẹ một con cho biết, nếu các bạn lên Google và tìm đọc về tuổi thơ của Phi Thanh Vân, các bạn sẽ biết tuổi thơ của Vân là rất buồn, không đẹp, xấu xí. Dù học giỏi lúc đó là khoảng những năm 1990, không ai chơi với Vân cả vì Vân đen, xấu. Các bạn trong lớp kỳ thị, không ai chơi với Vân hết và Vân cứ sống trong vỏ bọc. Vân cũng nung nấu trong lòng ước mơ mình sẽ thật là đẹp, thành công trong công việc kinh doanh, mình sẽ thật nổi tiếng. Ước mơ đó đã theo Vân trong suốt 36 năm nay và tới bây giờ, Vân vẫn theo đuổi ước mơ đó. Bất kỳ chương trình nào Vân cảm thấy hay, Vân đều đăng ký để đi học. Thậm chí tiếng Anh của Vân hiện tại không còn giao tiếp với người chồng nước ngoài như ngày xưa, nhưng Vân vẫn học hỏi tiếng Anh thật nhiều để phục vụ công việc, tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh. Cô cũng cho biết lý do giao kéo, đây là lúc Vân tu bổ nhan sắc để mình không để cho mình bị già nua hay xấu xí và luôn giữ cho mình số đo ba vòng hoàn hảo nhất. Được biết, trước đây cô từng trải qua thẩm mỹ và phải gánh chịu hậu quả do biến chứng. Cô từng bộc bạch, tôi đang ở trong những ngày tháng không vui do chiếc mũi có dấu hiệu bị nhiễm trùng. Cách đây 10 năm, công nghệ tiên tiến nhất của nang mũi chỉ là đặt miếng silicone vào sống mũi. Cái này chỉ có giới hạn trong 10 năm là phải sửa lại. Hiện tại, tôi nang mũi đã được 9 năm rưỡi và cảm thấy có dấu hiệu bất ổn từ năm ngoái. Nếu để ý kỹ, mọi người sẽ thấy mũi của tôi nhỏ hơn ngày trước do sống mũi bằng silicone đang bị teo dần đi. Tôi cảm thấy khó chịu với việc này nên sắp tới tôi sẽ làm phẫu thuật nang mũi lại, bởi nếu không can thiệp nó sẽ có nhiều biến chứng không lường trước được.